Kính thưa quý cộng đoàn phụng vụ, Đức Giêsu trong tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta một hình ảnh rất đỗi thân quen của thời hiện đại, như một tân linh mục về mở tay tại làng quê Nazareth giữa bà con lối xóm. Sau những việc làm tuyệt vời ở khắp đất nước Do Thái, giờ đây Đức Giêsu và các môn đệ cùng tiến vào hội đường cầu nguyện, đọc sách luật, hát thánh vịnh và đăng đàn giảng thuyết. Mọi người ùa đến lúc đầu chỉ để tò mò, nhòm ngó, nhưng sau đó là sững sờ, sửng sốt, kinh ngạc trước sự đĩnh đạc. Họ đã chẳng cất công chờ trông ước mong khi được và chứng kiến kiến thức sâu rộng và giáo lý uyên thâm chính tông của Đức Giêsu. Họ đã không thất vọng. Thế nhưng cứ sự thường không cần biết ở phương xa anh tung hoành ngang dọc như thế nào, phép lạ chữa lành biến hóa ra sao, nhưng ở nhà quê thì người ta vẫn xem anh là một anh chàng thợ mộc độ tuổi 30, chắc hên hên làm nên được vài chuyện, từ bé cũng bắn bi thả diều. Giờ sau vài năm ảnh khác vậy thì không thể tin được. Dân làng Nazareth biết rõ ba mẹ, anh chị em họ hàng của ảnh, biết tổng hết. Gia cảnh cũng thường thôi. Tiên tri tiên chiếc cái gì chứ? Và họ vấp ngã vì Đức Giêsu, dù trước đó đã khâm phục người. Khi thấy dân chúng quê nhà có thái độ như thế, Đức Giêsu nói với họ rằng: không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình, họ hàng mình. Điều đó gợi cho chúng ta suy nghĩ gì thưa cộng đoàn? Phải chăng lời đó không chỉ đúng theo thời điểm mặc văn, nhưng còn chuẩn xác cả trong đời sống hiện tại của mỗi người chúng ta? Có khi nào vì ghen tị, chi ly, ích kỷ, tự ti, phân bì, sân si mà chúng ta cũng dìm hàng những người thân thuộc, bạn bè, anh em của mình, những người xứng đáng đạt được những điều tốt đẹp về những việc họ đã làm, mà chỉ vì do chúng ta tác động, ăn có nói không, tư tưởng không thông, làm họ bị hạ giá, bị gièm pha, để đến cuối cùng chốt hạ tất cả, chỉ còn mình ta là đắt giá. Ở Việt Nam chúng ta có câu ca dao tục ngữ bụt nhà không thiêng, hay cá tính thích vặt lá tìm sâu. Phải chăng cũng đang muốn phê phán chính cộng đồng về cái tính hay chê người khác, thích gánh mác, nói xấu bôi bác người khác, thương và anh chị em? Những cái đó mới chỉ dừng lại ở cái nhân bản bình thường của người với người, một tính xấu của sự ganh ghét tị hiềm, chứ chưa nói gì đến khía cạnh của đời sống đức tin. Hôm nay dẫu biết rằng sẽ chẳng có vinh quang gì khi trở về quê nhà, nhưng Đức Giêsu vẫn tiến bước để chu toàn sứ vụ loan báo tin mừng mà Chúa Cha đã trang phó. Ở nơi chôn nhau cắt rốn, Ngài biết sẽ có khó khăn, nhưng cái làm Ngài băn khoăn lăn tăn và buồn rầu lo lắng đó là gì thưa cộng đoàn? Thưa, đó là sự cứng lòng của dân chúng. Họ không dám tin vào huyền nhiệm tình yêu Thiên Chúa đã, đang và sẽ làm trên cuộc đời họ. Chỉ vì thiếu khiêm tốn, ngốn định kiến, thiên tư tây vị, mà chính những người đồng hương đã không thể cảm và nhận ra một vị tiên tri, một ngôn sứ tuyệt hảo. Và tin mừng nước Thiên Chúa đang hiện diện ở giữa họ. Lời nhắc nhở đó được nhấn mạnh trong bài đọc một trích sách tiên tri Ezekiel. Dù chúng ta có nghe hay không nghe, thì chúng ta phải biết rằng giữa chúng ta đang có một tiên tri. Vì thế, cộng đoàn thân mến, đừng để cơ hội vụt tắt vì những u mê định kiến răng mắc. Chúa hiện diện không ở đâu xa,
nhưng trong chính những người anh chị em ta, những người đang đồng hành cùng ta trên dòng đời vội vã. Có người hiền hòa, có kẻ kiêu sa, có người mặn mà, có kẻ lanh ma, nhưng tất cả đều là huyền nhiệm Chúa gửi đến đời ta. Ước mong chúng ta luôn biết mở lòng mình ra, đón nhận trong khiêm hạ. Đừng quấn theo lời thị phi, tinh tường đón nhận, thực thi tin mừng. Dù thân cận hay là người dưng, Chúa luôn hiện diện, xin đừng xét soi.